Ngoài bóng đá, những ngôi sao này rất chú trọng tới việc học và đạt được thành tích đáng nể. Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff từng nói, bạn chơi bóng bằng cái đầu và đôi chân ở đó để giúp bạn. Mặc dù những lời của Cruyff nói nhiều hơn về trận đấu trên sân, nhưng nó còn ý nghĩa sâu xa hơn. Sự nghiệp của một cầu thủ trên sân cỏ tương đối ngắn, hầu hết mọi người sẽ nghỉ chơi ở tuổi 35. Một số cầu thủ chuyển sang làm huấn luyện viên để tiếp tục gắn bó với môn thể thao này, trong khi số khác chọn trở thành một chuyên gia. Bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi còn rất trẻ, hầu hết các cầu thủ bóng đá đều từ bỏ việc học hành. Tuy nhiên, có một số cầu thủ nổi tiếng vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành. Các cựu ngôi sao Premier League như Saka, Hislop, Jillian Johnson, Edwin van der Sar, Andre Arshavin đều hoàn thành việc tốt nghiệp ở các cấp bậc khác nhau. Sau đây là 10 cầu thủ bóng đá có học thức cao nhất. 1. Fikazo Tomori. Nhiều người hâm mộ Chelsea và AC Milan coi Fikazo Tomori là tài năng lớn tiếp theo trong bóng đá. Mặc dù là một hậu vệ có ảnh hưởng, cầu thủ trẻ này cũng có một kế hoạch dự phòng ngoài bóng đá. Tomori đã đăng ký lấy bằng quản lý kinh doanh tại Đại học Mở của Anh trong thời gian thi đấu cho The Blues năm 2019 và coi đó là một lựa chọn nếu sự nghiệp bóng đá không suôn sẻ. Tại Gravesend Grammar School, chàng trai quốc tịch Anh được các thầy cô đánh giá là một học sinh rất đáng giá. 2. Romelu Lukaku. Kể từ khi chuyển đến Inter Milan từ Manchester United, tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku đã có những trận đấu rất ấn tượng. Ít ai biết được cầu thủ này còn thông thạo 5 thứ tiếng như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp và Congo. Anh có bằng cử nhân quan hệ công chúng. 3. Simon Mignolet. Simon Mignolet là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ít người biết rằng Mignolet giống như người đồng hương Lukaku, thông thạo 5 thứ tiếng Đức, Hà Lan, Anh, Pháp và tiếng Flemish bản địa. Hơn nữa, Simon có bằng khoa học chính trị và luật mà anh đã tốt nghiệp từ Đại học Leuven. Điều này làm cho anh trở thành một trong những cầu thủ bóng đá có học thức cao nhất trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với trang Daily Mail, Simon nói: "Khi tôi bắt đầu thi đấu, bố mẹ bảo tôi phải học đại học. Họ chỉ nói rằng hãy chọn một cách khôn ngoan và tìm thứ gì đó mà con có thể kết hợp với việc tập luyện. Điều này đề phòng trong trường hợp việc đá bóng không suôn sẻ." 4. Juan Mata. Juan Mata là một trong những cầu thủ chơi lâu nhất tại Manchester United. Ngoài việc có một sự nghiệp thi đấu vĩ đại, anh còn là một người có trình độ học thức cao. Anh có hai bằng cử nhân từ Đại học Camilo Josella ở Madrid là khoa học thể thao và tiếp thị. Nếu không còn được chơi bóng đá nữa, có thể anh sẽ trở thành một huấn luyện viên. Anh còn bày tỏ mong muốn theo đuổi ngành tâm lý học. 5. Andres Iniesta. Được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong bóng đá, Andres Iniesta không khác gì một huyền thoại ở Tây Ban Nha và Catalonia. Hiện đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, cầu thủ người Tây Ban Nha có hầu hết mọi giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Không chỉ là một cầu thủ, Andres Iniesta còn nổi tiếng là người yêu thích việc học. Anh có bằng kép về sinh học và khoa học thể thao. Điều này càng khiến anh trở thành thần tượng trong mắt nhiều cầu thủ trẻ. 6. Yuto Nagatomo. Tuyển thủ Nhật Bản Yuto Nagatomo, người cũng có 7 năm thi đấu cho Inter Milan, là một trong những cầu thủ có học vấn cao nhất thế giới. Người đàn ông 34 tuổi này hoàn thành chương trình giáo dục kinh tế Đại học Meiji. Nagatomo cũng là tác giả của hai cuốn sách về kinh tế học hiện đại. Là người thông minh ngoài sân cỏ, hậu vệ cánh này đã có một sự nghiệp bóng đá xuất sắc, từng thi đấu cho một số câu lạc bộ nổi tiếng. Bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại trường đại học, sau đó Nagatomo đã chơi cho FC Tokyo, Cesena, Galatasaray và hiện đang thi đấu cho Olympique Marseille. Trong thời gian thi đấu cho Nerazzurri vào năm 2013, anh đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. 7. Frank Lampard. Frank Lampard xuất sắc trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Anh đã giành 3 danh hiệu của Premier League cùng với UEFA Champions League, UEFA Europa League và 2 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh. Lampard đã tốt nghiệp trường Frankfurt, IQ cao hơn 150, giúp anh nằm trong top 0,5% dân số thế giới. Anh là một trong những bộ óc thông minh hiếm có trong làng bóng đá.
2008 Duncan Watmore. Hiện đang chơi cho đội bóng của giải vô địch Anh Middlesbrough, Duncan Watmore là một trong hai cầu thủ của giải Premier League đạt được bằng danh dự hạng nhất. Năm 2015, chàng trai 21 tuổi đang thi đấu cho Sunderland AFC đã tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế và quản lý kinh doanh tại trường kinh doanh đại học Newcastle. Sau đó, Duncan đăng ký học thạc sĩ về lãnh đạo, kinh doanh và quản lý quốc tế. Anh nói, bóng đá là một sự nghiệp rất ngắn hạn và tôi luôn để mắt đến những gì mình muốn làm tiếp theo. Tôi nghĩ rằng việc có bằng đại học và việc học sẽ giúp ích cho mình rất nhiều. 9. Vincent Kompany. Cựu đội trưởng Manchester City dành một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ với những năm tháng cống hiến của mình. Với tư cách là người 4 lần vô địch Premier League, Kompany là một trong những hậu vệ đáng sợ nhất giải đấu. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa ở cầu thủ người Bỉ là ngoài sân cỏ, anh còn là một học giả. Kompany được coi là huyền thoại của Man City. Năm 2017, anh hoàn thành việc tốt nghiệp trường kinh doanh Allianz Manchester, sau đó là bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Năm 2019, Đại học Manchester trao bằng tiến sĩ danh dự cho Kompany. 10. Giorgio Chiellini. Huyền thoại của Ý và Juventus, Giorgio Chiellini được nhiều người biết đến như một trong những hậu vệ hung dữ nhất thế giới. Điều ít người biết là cầu thủ 36 tuổi này cũng là một người có học vấn rất cao. Cầu thủ 9 lần vô địch Serie A đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và thương mại tại Đại học Turin năm 2010. Nhiều năm sau, anh tiến thêm một bậc để lấy bằng thạc sĩ trong cùng khóa học. Chúng tôi phải khuyến khích nhiều cầu thủ bóng đá học tập và tăng số lượng người có bằng đại học vì cuộc đời còn dài, Chiellini nói với Hiệp hội Cầu thủ Thế giới FIPRO vào năm 2018. Vừa rồi là top 10 cầu thủ bóng đá có học vấn cực giỏi. Có thể bạn chưa biết, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay và thú vị, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.